Hello, hello, xin chào anh chị nhà đầu tư đã đến với Đạt Capital Stock Finance. Thì như thường lệ thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video để phân tích nhận định về thị trường cho cái phiên giao dịch ngày mai ngày 24 tháng 11, và hôm nay thì mình sẽ nhận định về cái chứng khoán ngày 23 tháng 11 nó có những cái điểm chính nào và để cho anh chị cần lưu ý cho cái phiên giao dịch ngày mai thì mình sẽ nói trong cái video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay anh chị có thấy rất rõ ràng là nhóm dòng thép và nhóm dòng bất động sản đã bước vào những cái sự điều chỉnh sau khi nó có những cái nhịp tăng từ 20 đến 40% trong cái nhịp vừa rồi. Thì khi mà nó tăng rất là nóng như vậy thì nó có những nhịp điều chỉnh, và nhịp điều chỉnh này là nó sẽ có những cái vùng hỗ trợ nào mà nhà đầu tư cần chú ý thì mình cũng sẽ phân tích trong cái video ngày hôm nay, và mình sẽ mổ xẻ một số doanh nghiệp, một số cổ phiếu để cho anh chị nắm và tham khảo. Đó thì cũng như là mình sẽ có được những cái điểm bắt đáy mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái giai đoạn mà sắp tới, nếu mà trường hợp mà thị trường nó về những vùng đó thì có thể đó chính là những vùng mua thay vì là những vùng bán. Ok, đầu tiên về cái tổng quan thị trường ngày hôm nay thì chúng ta thấy rõ ràng là hôm nay thì giảm 6,12 điểm đúng không, tương đương là giảm 0,64%. Tuy nhiên á, khi mà nó giảm như vậy rồi á, thì cái lực cầu vào thị trường nó không nhiều đó, thì cái giá trị giao dịch nó chỉ khoảng là 7,8 nghìn tỷ thôi. Thì trong khi đó là khối ngoại ngày hôm nay cũng bắt đầu là có những tín hiệu mua rất là yếu rồi, là khoảng là 58 tỷ. Thì trong nay hôm nay thì chúng ta thấy là về các mảng mà tự doanh á, là cũng có những phiên mà họ bán ròng 27 tỷ. Thì mình xem thêm về phần khớp lệnh, khớp lệnh thì họ mua anh chị ha, cho nên là khớp lệnh, nếu trường hợp tính luôn khớp lệnh thì nó chỉ bán ròng khoảng ở mức là 14 tỷ. Thì hôm nay thì có một điều đáng chú ý là tự doanh cũng bắt đầu quay lại mua Novaland anh chị, khi mà Novaland nó thủng đáy mọi thời đại đúng không, thì tự doanh cũng bắt đầu là có những dấu hiệu họ mua vào, họ gom bán nhẹ, và đó họ mua thêm AIB, BNG ngày năm nay cũng có được lượt mua từ tự doanh khi mà nó có những cái kế hoạch đặt ra trong 10 tháng 11 tháng thì nó đã vượt kế hoạch trên năm đó. Trong khi đó những dòng khác thì tiếp tục là bị bán mạnh hay là gì ha. Đó thì VIX, Maxan rồi HPG, đặc biệt HPG ngày hôm nay là nó bán sàn luôn anh chị ha. Ok, trở lại về VN-Index thì ngày hôm nay chúng ta đi qua về cái sơ lược về VN-Index. Thì hôm nay thì chúng ta thấy rất là rõ ràng là khi mà ngày những phiên trước, trong cái video phiên trước của mình đó, thì mình có nói rất là rõ là chúng ta sẽ rất là thận trọng trong những nhịp mua mới. Tại vì sao nó thận trọng? Tại vì hai phiên liên tục là nó đã kéo liên tiếp lên khoảng 100 điểm rồi, thì kéo rất là ảo như vậy thì chủ yếu là để nó phục vụ cho cái phần mà phái sinh thôi. Cho nên là khi mà nó có những cái phiên mà kéo ảo như vậy thì chắc chắn nó sẽ có những cái điểm nó test lại. Thì điển hình như ngày hôm nay thì nó đang có những dấu hiệu nó quay về, nó test lại cái vùng cái gap của nó quanh vùng 940 đúng không, và ngày hôm nay là bắt đầu là nó đánh về vùng 942, sau đó thì ATC nó lại có những cái phiên mà nó kéo lên. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái thanh khoản của thị trường cũng không phải là quá cao, và các mã được mua bán nhiều nhất á, là những cái mã như là HPG, Novaland. Novaland thì hôm nay thì cái số lượng mà chất sàn thì nó cũng không nhiều. Hôm nay thì số lượng chất sàn về cuối phiên có khoảng là 4,3 triệu cổ thôi. Thì với cái lực mà chất sàn như vậy thì có thể là trong những phiên tới là Novaland nó sẽ có những cái cây tăng rất là mạnh, có thể là tăng trần luôn. Anh chị lưu chú ý nha, có thể nó sẽ là những cái cây tăng trần luôn đó. Và tuy nhiên thì tăng trần nó không phải là để mua, mà có thể là để giải thoát một số cái lượng hàng mà họ đã bắt đáy, thì có thể là họ sẽ đánh trần để họ thoát bớt hàng những cái vùng đó. Thì đó là quy luật của thị trường chứng khoán, là không thể khác được đó. Và ngày hôm nay cái đến nữa thì chúng ta thấy rằng là những cổ phiếu như là STB, STB ngày hôm nay nó cũng có những cái lệnh kê rất là láo đúng không. Hôm nay nó có những cái lệnh kê ở đây thì chúng ta thấy là STB nó có những cái lệnh kê triệu triệu ở bên chỗ cái phần mua nè. Nhưng mà sau đó thì cuối phiên nó rút sạch lệnh để nó xả đi những cái số lượng hàng mà nó đã bán ở vùng 15.5 nè, 15.5, 15.6, nó kê bên bán là khoảng 300 400 ngàn, nhưng mà bên mua thì nó kê triệu triệu đó. Nhưng mà không mua lên thì chủ yếu gì để cho những nhà đầu tư họ cảm thấy là bên mua nó đang rất là mạnh như vậy thì họ bắt đầu họ nhảy vào họ mua. Thì cái bài này á, là của nó là nó đánh từ rất là lâu rồi, nó đánh từ những năm 2020 đến bây giờ nó vẫn tiếp tục nó đánh cái bài như vậy. Cho nên là khi mà đầu tư STB thì chúng ta chú ý, chúng ta cẩn thận những vùng đó là có thể nó đã gặp những vùng xả rồi, và hiện nay nó đang gặp những kháng cự phía trên, là có thể nó sẽ quay về nó lắp lại cái gap của nó quanh vùng 16. Thì chúng ta chú ý về những vùng này, chúng ta tiếp tục chúng ta theo dõi kênh của mình để mình phân tích, và mình sẽ có được những cái view về thị trường để chúng ta biết là chúng ta mua cho nó dễ. DG chị ha, DG thì mình cũng nói rất là nhiều trong về cái room của mình. Ở đây thì DG là mình nói là cứ về 10 là mình mua đúng không. Tuy nhiên bữa trước thì về 10 mình cũng cũng bắt rất là nhiều cổ phiếu khác,
mình bắt CEO, bắt ARV, cho nên là mình cũng không đủ tiền nhiều để mình bắt cổ phiếu này. Tuy nhiên nếu trường hợp mà anh chị nào bắt cổ phiếu mà nô cổ phiếu DG này ở vùng giá 10 thì mình đã có được những mức lãi 30 đến 40% mà đúng không? Về 10 đây. Về 10 thì nó đã lên lên gần 13 14 rồi. 13 14 thì nó đã 35% rồi. Thì tất nhiên là khi mà nó đã về những vùng này thì chắc chắn nó sẽ có những nhịp chỉnh, và ở đây chúng ta sẽ thấy một cái von của nó đang là những cái von cao nhất một thời đại anh chị. Ở đây nó cái von này là cái von cao nhất một thời đại đây đúng không? Những vùng này là đang von cao nhất nhiều thời đại, cho nên nó rất có thể là nếu mà trường hợp mà xác nhận đây là một vùng đáy thì những cái cổ phiếu này có thể là nó sẽ quay về nó test lên ở cái đỉnh cũ của nó. Nếu trường hợp mà đi dài thì nó sẽ lên được ở những cái vùng mà 30 nè. Vùng 30 đây là những vùng kháng cự của nó ha. Thì nếu trường hợp 30 lên mua 30 thì chúng ta cũng sẽ ít 2 ít 3 tài khoản rồi. Còn nếu không thì nếu mà mạnh hơn nó có thể lên 40. Đó, sau đó thì nó lại tiếp tục nó rơi vào những vùng bên dưới này, nhưng mà kịch bản lên 40 rất là khó, thế là chúng ta sẽ lên khoảng tầm 30 thôi. Ở đó cho nên nếu mà trường hợp mà đây làm xác nhận vùng đáy vùng gom hàng, còn nếu mà đây là vùng xả hàng thì chắc chắn là nó không thể nào nó vượt qua được cái vùng mà 10 20 này, chắc chắn nó sẽ không thể vượt qua vùng 20 này, cho nên là chúng ta phải lưu ý, chúng ta cẩn thận với những cổ phiếu này. Tuy nhiên giai đoạn này thì mình vẫn khuyến nghị khách hàng không nên bán ra nữa, tại vì nếu trường hợp anh chị có bán thì những cái video trước mình đã khuyên anh chị bán rồi, thì đến giai đoạn này thì chúng ta bắt đầu là chúng ta nên cầm tiền đó để chúng ta bắt đầu là chúng ta nhảy vào, chúng ta bắt những cái cổ phiếu mà nó đang bị under value với giá trị thì chúng ta sẽ mua vào, chúng ta sẽ có được những mức lợi nhuận rất là tốt. Cái đến nữa thì Vindi, HAG, HAG đây là một cổ phiếu bơm thổi anh chị ha, một cổ phiếu bơm thổi từ cái việc mà lùa gà rất là nhiều đó, cho nên là những cái kẹt mô hình của nó đang là hai đỉnh thôi, cho nên là chúng ta phải tránh xa. Chỉ cần mà nó gãy ha, nó gãy khỏi cái vùng mà 6.5 một lần nữa nha, nó gãy khỏi 6.5 một lần nữa thì con này có thể là nó sẽ về đáy cũ đó, vùng 2 vùng 3, cho nên là chúng ta phải lưu ý về những cái cổ phiếu này nha. Đó, khi mà bơm thổi nó xả hàng hết rồi thì lúc đó rất là khó, rất là lâu để nó đánh lên. Những cổ phiếu như HQC nè, HQC cũng là một cái cổ phiếu mà mình rất là thích trong những cái giai đoạn mà thị trường trong năm 2020. Anh chị lưu ý những cái cổ phiếu này á, là có thể là nó sẽ về những vùng 1, vùng 2 là dưới 2 á, có thể vùng 1.5 thì có thể mình mua một ít để mình tích sản cho sau này cho con cháu mình cũng được anh chị. Ở đó thì khi mình mua vậy thì có thể chờ nó lên 5 lên 10 thì mình đã ít 5 ít 10 tài khoản rồi. Đó, ở đây thậm chí là lên 10 nè. Chắc chắn nó sẽ còn lên lửa khi mà thị trường chứng khoán nó bắt đầu nó tăng, thì những dòng cổ phiếu penny á nó sẽ chạy rất là mạnh chị ha, những dòng cổ phiếu mà penny nó sẽ chạy rất là mạnh nha. Tại vì sao? Tại vì khi mà dòng tiền vào, đối với những cái dòng tiền mà mới khi mà họ vào thị trường á, thì họ sẽ không có cái sự phân tích về FA đâu, hay là phân tích về kỹ thuật đâu, mà họ thấy à cái có giá cổ phiếu này rẻ đúng không, giá cổ phiếu này là 1.000, giá cổ phiếu kia là 10.000, mà giá của cổ phiếu kia là 50 ngàn, thì họ sẽ chọn giá cổ phiếu mà 1 ngàn để họ mua. Thì giống như thời điểm 2020 thôi anh chị thấy. Nói về cái mức độ mà nhân tài khoản thì những cổ phiếu này anh chị thấy nhân 8 nhân 10 tài khoản ngon, còn hơn là những cái cổ phiếu mà về ở những cái cổ phiếu mà chứng khoán hay là bất động sản trong thời gian qua, khi mà chỉ nhân 3 nhân 4 thôi. Giống như là anh chị thấy Khang Điền nè. Khang Điền nếu trường hợp anh chị thấy là nó chỉ từ đâu đúng không? Từ 14 mà lên đây thì chỉ nhân 2,5 tài khoản thôi, đúng không? Nhưng mà từ cơ bản nữa là cơ bản tốt, nhưng mà cơ bản tốt thì lại không tăng nhiều. Còn những cái cổ phiếu mà penny, những cổ phiếu rác thì những cổ phiếu này nó lại tăng rất là nhiều, hoặc là những cổ phiếu như là HUT nè. HUT chị thấy là nó tăng rất là khủng khiếp đây. Từ 2 lên vùng 53 là đã 24 25% tài khoản rồi. À, có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là như mình phân tích nãy là nó sẽ có những cái dòng tiền mới vào thì thị trường nó mới tăng được, nhưng mà dòng tiền mới vào thì họ sẽ không có chú trọng về FA, không chú trọng về TA. FA là những cái báo cáo tài chính, những cái phân tích cơ bản của doanh nghiệp. TA là những cái phần đề phân tích kỹ thuật, mà họ chỉ tập trung vào cái giá cổ phiếu con nào rẻ con nào đắt thôi. Đó, điển hình như anh chị thấy là những cái cổ phiếu mà giống như những cổ phiếu rác, giống như là đối với mình coi những cổ phiếu như này nè, những cổ phiếu giống như Vietjet mình coi đó, đây chính là những cổ phiếu rất là rác đúng không, những cổ phiếu này mình coi nó như rất là rác. Tuy nhiên mà giai đoạn này anh chị thấy là nó kéo liên tục, nó kéo nó đạp mình qua một cái chặng ngày, mình coi mình thấy đây chủ yếu là vào trong rổ VN30 là để bơm thổi để phục vụ cho phái sinh thôi. Nè, nó kéo nó rút chân, ngày nào cũng kéo rút chân, ngày nào cũng kéo rút chân, ngay lắng ngay luôn. Và điển hình ở trên đây luôn. Đó, có nghĩa là nó thao túng rất là khủng khiếp. Nó thao túng rất là khủng khiếp. Đó, và anh chị thấy không? Cứ đúng cái vùng mà kháng cự đó là chỉnh, chỉnh xong nó lại kéo lên, kéo lên. Và đặc biệt những cái cổ phiếu này thời điểm trước á, Novaland nó cũng giống như thời điểm trước á.
À, những cổ phiếu này anh chị thấy không, cái trend của nó của Novaland nè, nó cũng tương tự nè, tương tự là cũng rút chân, ngày nào nó cũng rút chân liên tục nè, chủ yếu là sao, và cái đó là thanh khoản của nó ở những vùng này rất là thấp. Anh chị thấy là về cái giá mà quá khứ đi, mà đưa về những cái giá quá khứ đó, mỗi ngày có mấy triệu cổ thôi, 2 3 triệu cổ thôi, và rổ VN30 mà có những ngày mà anh chị thấy không, dưới 1 triệu cổ nữa đó, cho nên đó đây 1 triệu đây, 2 triệu 3 triệu đó, thì cho nên là nó rất là dễ để thao túng, nhưng mà nó phục vụ cho phái sinh nhiều hơn. Giống như ngày hôm nay thì chúng ta thấy phái sinh anh chị ha, ngày hôm nay thì chúng ta thấy về cái chạc của phái sinh đó, là nó đảo như rang lạc luôn, anh chị thấy không, đây anh chị thấy không, nó lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống liên tục đó, nó đảo như rang lạc luôn. Thì như vậy thì với những cái việc mà nó phục vụ cho phái sinh như vậy, thì những cái cổ phiếu này thì khi mà có những dòng tiền mà lớn vào là nó đè luôn, nó đè luôn để cho gãy luôn, cho nên là mình phải chú trọng vào những cổ phiếu đó, là chúng ta nên không nên tham gia, không nên đầu tư. Thì ngày hôm nay có một cái tâm điểm chính là cái cổ phiếu là HPG là bước vào những giai đoạn điều chỉnh, thì rất nhiều nhiều nhà đầu tư thì vẫn đang chờ nó về vùng lắp gáp ở vùng 13.35, vùng này vùng gáp của HPG. Tuy nhiên á, là nếu trường hợp mà mình kiên nhẫn, còn có đủ kiên nhẫn á, thì mình sẽ chờ nó về 12, nếu mà được thì hoặc là gãy 12 anh chị ha, hoặc là gãy 12 thì chúng ta mua vào thì chắc chắn là chúng ta sẽ có ăn rất là tốt đó. Những cổ phiếu này thì mình vẫn đánh giá là chưa chưa có thể là ta tạo đáy được đâu đó. Thì tuy nhiên mà đối với mình á, những cổ phiếu này thì ở đây mình có một cái trend mình vẽ ra như vậy, thì anh chị chú ý là nó có thể là nó về vùng 9 nha, 9 hoặc là 10, nói chung là tầm tầm đó. Về vùng đó thì chúng ta mua, bắt đầu chúng ta gom rất là mạnh rồi. Về cái trend của nó trong một cái xu hướng tuần thì nó đang rất là dốc, đúng không, nó rơi mà nó rơi theo kiểu rất là dốc, thì như vậy thì nó sẽ không tăng được quá lên 18 đâu, nó không tăng được quá 18, tại vì vùng dốc nó 18. Còn nếu trường hợp mà khi mà nó đi theo một cái mô hình này, nó đi theo một cái mô hình này đúng không, đây nó đi theo một cái mô hình này đó, thì nó có thể nó lên đây hoặc là nó về đây đúng không, sau đó thì lại đi mô hình nhỏ này, và đến khi mà nó phá được mô hình này rồi nó sẽ chạy rất là nhiều đó. Thì khi mà nó phá ra những mô hình này thì có thể là nhớ, có thể là nó sẽ nằm ở trong thời điểm mà từ tháng 9 2023 đến năm 2024. Tại vì sao ạ? Tại vì nó sẽ có những cái tin tức về lúc đó, về tin tức về Trung Quốc 2 đó, thì nó sẽ đẩy cái giá cổ phiếu bắt đầu tăng trở lại. Anh chị thấy những cái thời điểm mà trước đó của nó nè, trước đó của nó thì khi mà nó có những cái thông tin, sau khi mình hết dịch nó có những thông tin về Trung Quốc là nó tăng rất là tốt đúng không? Những cổ phiếu này nếu trường hợp mà về một cái mô hình mà tháng đi, về một cái mô hình tháng thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ có tăng và tăng thôi. Nhịp điều chỉnh trong năm 2022 này thật sự nó là quá quá khủng khiếp đối với nó, cho nên khi mà nó đã có những cái nhịp mà điều chỉnh như vậy thì chắc chắn là về một cái tương lai dài hạn thì nó sẽ có những nhịp tăng rất là mạnh trở lại. Đó không phải là chỉ là 1 2 3 4 5 6 7 7 8 của quý nha. Cái này là chặt quý nha anh chị. Đó thì có thể là nó sẽ còn nhiều hơn, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có được những cơ hội và chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền từ những cái cổ phiếu này. Và cái đến nữa thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy được một cái sự điều chỉnh từ đến từ cái cổ phiếu DG. DG thì nó tăng rất là nóng và nó điều chỉnh, thì nhịp điều chỉnh này thì theo mình là có thể là nó sẽ về vùng, nó trước mắt thì nó sẽ về ở vùng cái nến này là vùng 10.x nha, 10.6 thì có thể là nó sẽ về vùng này. Tuy nhiên là thanh khoản của cái tuần rồi, thanh khoản của cái ngày của ngày ngày hôm qua chứ, các bạn ngày hôm qua đang rất là mạnh. Nếu mà trường hợp mà ngày mai về mà nó có những cái phiên mà nó phục hồi, nếu trường hợp mà ngày mai về nó đầu phiên nó sàn đúng không, nhưng mà cuối phiên nó phục hồi thì có thể là nó sẽ còn quay lại, nó test lên cái vùng 13x này, thì chúng ta chú ý nha. Đó cho nên là chúng ta cũng không việc gì chúng ta phải bán vội từng từng những giai đoạn đầu của đầu phiên. Tại vì đầu phiên chắc chắn là nó sẽ sàn rồi, khi mà ngày hôm nay nó dư sàn tới 4,2 triệu cổ, mà trong khi đó thị trường đoạn này thì dòng tiền đang rất là yếu đúng không, dòng tiền đang rất là yếu, cho nên là rất là khó để nó có thể là ngày mai mà nó tăng mạnh trở lại được đó. Và ngay cả con này nó đánh cũng rất là láo khi mà có một cái cây nến đúng không, khi có một cái cây nến này đó, nó có một cái cây nến này và nó làm cho là cái cổ phiếu này là nhảy một cái gáp lên vùng này đó, và phiên cái đến nữa là nhảy một cái gáp nữa, nghĩa là nó mở cửa nó kéo trần để nó xả hàng luôn anh chị ha. Đó, cho nên là những cái cổ phiếu này đánh rất là láo, và nhiều nhà đầu tư đó, là họ đã bán sàn ở vùng này và họ cảm thấy là họ đầu tư lâu dài mà, cho nên là họ quay lại họ mua DG tiếp tục họ lỗ tập 2, cho nên là chúng ta cũng phải để ý và chúng ta phải lưu ý, hết sức lưu ý nha. Ngoài ra thì
Ở đây thì mình thấy về cái chart của VN-Index thì nó có một cái điểm mà cũng khá là tương đồng. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải cần phải đánh giá lại điểm tương đồng đó là gì. Mình vẽ một cái hình elip đây đúng không? Đây. Đó, nó sẽ có một cái mô hình anh chị ha. Nó có mô hình nó cũng na ná thôi. Đó. Đây. Hôm nay thì mình chủ yếu là mình tập trung mình phân tích sâu về VN-Index nha, để cho anh chị biết à thị trường đầu này là khi nào đáy rồi. Ở đây thì anh chị thấy là một cái mô hình của VN-Index thì chúng ta thấy rất là rõ, chúng ta thấy rất là rõ là sau những phiên mà tăng đúng không? Sau phiên tăng thì mình đo bằng trăm lên thử, đo trăm lên đây nó là 7% đúng không? Và kế lên đây nữa là cũng khoảng 7% đó. Và nếu trường hợp chúng ta đo vùng này lên thì cũng 7%, có nghĩa là nó hồi phục 7% và sau đó là nó có những nhịp điều chỉnh anh chị ha. À, đó. À, tuy nhiên thì mình sẽ phân tích một số điểm khác và giống nhau so với những nhịp trước của nó như thế nào để anh chị mình hạn chế cái việc mà chúng ta khi mà điều chỉnh thì chúng ta lo sợ chúng ta bán sàn thì chúng ta dễ bị mất hàng. À, đây anh cho thấy là sau cái một cái phiên xanh tăng mạnh đúng không, thì nó tạo ra những cái nến mà doji, nó tạo ra những cái nến mà phân vân ở vùng này, có nghĩa là bên mua và bên bán đang có nhiều cái sự lưỡng lự đó. Tuy nhiên mà khi mà nó có một cái điểm mà lưỡng lự quanh cái vùng, nó có một cái điểm lưỡng lự quanh cái vùng 1070 mà 1 2 3 4 phiên đúng không, 5 phiên không qua thì bắt đầu là nó điều chỉnh nè đúng không, sau đó nó quay lại nó test lại vùng là 1040, 1040 nó nghĩa là nó test ở cái chỗ cái kênh dưới đây nè, nó test ở cái kênh dưới của cái nhịp chỉnh trước á. À, của nhịp bắt đầu chỉnh trước á, thì khi mà test không qua thì tiếp tục nó lại gãy đúng không, thì chắc chắn nó phải gãy sâu hơn rồi, đó là quy luật rồi. Khi mà hai lần test của nó liên tiếp trong trong vòng là từ tháng 10 đúng không, từ tháng 10 đến tháng 11, có nghĩa là chưa đầy một tháng nó test liên tiếp hai lần không được thì nó gãy đúng không, sau đó nó gãy nó thủng hai cái đáy này. Khi mà nó thủng hai đáy này làm cho nhà đầu tư họ bị tâm lý hoang mang, và khi mà nó rút chân liên tục như vậy thì nó vẫn chưa tạo đáy và nó tạo ra một cái von watch out cái chỗ vùng này. Và khi qua cái ao vùng này thì nhiều nhà đầu tư họ bắt đầu họ bán tháo rất là nhiều, và đến những vùng này họ bắt đầu họ mua vào nè, khi mà nó đi ngang hai phiên ba phiên. Và mình nói trong room của mình rất là nhiều, mình nói là cái vùng 980 này nè, 970, 975 chính là vùng đỉnh rồi, vùng đỉnh rồi của cái nhịp mà phục hồi này. Tại sao mình nói như vậy, tại vì là nó đã có 1 2 3 4 phiên nó không qua rồi, và mình nói ngày hôm qua rồi, cho nên là nhà đầu tư cẩn thận việc mua mới và không cho mua mới nữa. Và đó có lãi thì đến vùng này đã được 20% rồi, bắt đáy ở những vùng này lên đây đã 20%, thật sự mình bắt CO anh chị. Ở đó bắt CO đến giờ này nó đã 40 50% rồi. Ở đó nhưng mà mình bán thì cũng hơi non, thì cũng có 20 25% thôi. Ở đó ANV cũng tương tự, ANV 19 20 bắt đầu mình bán hết, IDC là 30 31 bán hết. À, bắt đáy từ vùng 26 ở đó, cho nên là đến giai đoạn này mình vẫn đang chờ bắt đáy lại, có nghĩa là không phải là nó sẽ giảm theo một cái mô hình này, nhưng tuy nhiên nếu mà trường hợp mà nó giảm theo mô hình này thì chúng ta sẽ mua nha gì ha, chúng ta sẽ mua rất là mạnh đó. Cho nên là khi mà nó giảm theo mô hình này thì chúng ta không không nên bán. Tại vì sao, ở đây thì mình vẽ mình thu hồi mình zoom lại cho nó nhỏ nhỏ tí xíu nha, mình zoom lại cho nó xíu thì chúng ta thấy có một cái trend nó rất là hay của VN-Index. Thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng nó có một cái trend rất là hay của VN-Index để mình show cho anh chị xem qua một cái mũi tên màu hồng nè. Anh chị thấy một cái tên màu hồng, đây là một cái điểm trendline, cái đến đây nữa là một điểm trendline đúng không đó. Và đây cũng tương tự là một điểm trendline, có nghĩa là nó đều hồi phục như thế nào ạ, khi mà ở cái phiên này và những cái phiên này thì nó hồi phục chạm cái vùng trendline này là nó đều bị bán xuống đúng không. Và tương tự nè, tương tự là ở trong một cái nhịp hồi này cũng tương tự. Ở đây mình zoom nhỏ hơn tí xíu, mình zoom nhỏ hơn để cho dễ thấy đó. Thì đây nó cũng có một cái nhịp mà nó rơi nè đúng không. Đấy, tương tự đây nó cũng có một cái nhịp là nó rơi nè đó, thì tương tự là cái mô hình giá nó đang đi rất là giống nhau đó. Và ở đây nó có một cái vùng trendline và ở đây có vùng trendline, thì hai vùng trendline này kẻ lại với nhau chính là một cái vùng kháng cự rồi ở đó. Và ở cái nhịp mà thứ ba này là nó không hồi lên quá 50% gì, nó hồi lên không quá 60%, chứ không quá 60% của những cái nhịp hồi phục trước đó, nó không hồi quá 60% của những nhịp hồi phục trước. Thì ở đây chúng ta có thể để ý mình thấy này, đây đây là 8% đúng không, tương tự ở đây là 7% đó, thì nó chỉ khoảng 4 5% thôi
À, thì nó nói chung thì nó hồi lên xem khoảng 50-60% thôi. À, tương tự đến vùng vùng này thì nó cũng đây lên vùng này là khoảng là 8% đó, và cái đến nữa là nó lên một cái vùng này nữa là 9% đó, sau đó thì nó lại tiếp tục là nó hồi lên vùng này là chỉ khoảng 6% thôi. Như vậy là cái nhịp hồi thứ ba của nó đúng không, nhịp hồi thứ nhất nè, nhịp hồi thứ hai nè đó, và cái nhịp hồi thứ ba nè, nhịp hồi thứ ba mình để ba cái mũi tên nha, và nhịp hồi thứ ba này là bắt đầu là nó điều chỉnh lại và nó tạo thêm một cái đáy, có nghĩa là đây một hai nè, thì nó phải tạo lên đến một cái đáy thứ tư đúng không, và sau đó thì bắt đầu là nó tăng mạnh luôn, nó tăng mạnh lên cái vùng trendline này. Thì như vậy tương tự cái mô hình giá ở ngay chỗ vùng này nó cũng tương tự nè, nó có một cái nhịp hồi nè, hai nhịp hồi nè, cái nhịp hồi thứ ba nè đúng không đó, sau đó thì nó cũng có là bốn cái đáy nè, hai nè, ba nè, hiện tại nó là ba cái đáy thôi nha. Đó thì như vậy có thể là nó sẽ quay về vùng trendline này đó, thì sau khi mà nó quay về vùng trendline này nó sẽ lên được vùng này đó, thì khi mà nó lên vùng này có thể là vùng 1090, 1001 đó, ở đây mình vẽ 1002 tại vì là mình kỳ vọng nó có thể lên được, nhưng mà nếu trường hợp mà nó lên 1000 đây nó có thể lên được vùng này đây, mình sẽ đưa nó lên vùng này đó, thì nó sẽ lên được cái vùng mà kháng cự trên này là phản ứng chung 1001 đúng không. Đó thì nó sẽ lên được vùng 1001 này và khi mà nó lên 1001 này thì tiếp tục nó lại điều chỉnh, có thể là nó sẽ điều chỉnh về vùng 800 đến 800 đến 850, và sau đó nó sẽ tạo ra một cái vùng mà đây có thể lên, nó sẽ lên về vùng này đúng không, không ạ đó, và nó sẽ tạo ra vùng này đó, sau đó có thể là nó sẽ tiếp tục nó đi thêm một nhịp nữa, là có nghĩa là nó tạo ra một cái sóng chỉnh tiếp tục nữa, và sau đó thì có thể là nó đi theo cái mô hình này đúng không? Đó thì nó đi như vậy này. Đó. Thì nó sẽ đi theo mô hình này. Và đến khi một thời điểm nào đó thì có thể là nó sẽ tiếp tục quay về nó test lại cái vùng đáy này nè. Đó, và sau đó thì nó lại bật lên. Thì như vậy nó sẽ tăng rất là mạnh trong những thời gian tới. Tại vì sao nó phải làm như vậy? Tại vì á, là nó cần phải hấp thụ những cái vol. Ở đây chúng ta đi qua một cái vol tháng nha. À, chúng ta đi qua một cái vol tháng của VN-Index. Thì chúng ta thấy là cái vol tháng như vậy nè, cái vol tháng như vậy nó đang rất là to đúng không? Thì anh chị để ý trước những con sóng thần của VN-Index vol rất là nhỏ đúng không, trước những con sóng thần của VN-Index thì chúng ta thấy là có một cái chu kỳ là tăng rất là mạnh từ những thời điểm mà 2003, 2004 đến 2008 nè, là cái vol của nó anh chị nhìn đi vol rất là thấp đúng không, và kế đến nữa từ những thời điểm mà 2009 nè, 2009 đến những cái thời điểm mà 2018 nè, anh chị thấy không, cái mô một cái von của nó, cái von là cái khối lượng nha anh chị, là nó đang rất là thấp đúng không, và khi mà nó có những cái von to như vậy là nó đang có những cái dấu hiệu là bắt đầu là điều chỉnh rồi, có nghĩa là sao, mình vẫn hay nói á, là nhà đầu tư á, thường hay họ hay rời bỏ thị trường lúc đấy và họ sẽ quay lại thị trường khi mà thị trường đã gần đạt đỉnh rồi. Ở đó thì anh chị có thể để ý và chị kiểm chứng được đây, và tương tự ngay trước những cái con mà sau đó thì lại đi ngang nè đúng không, nó có cái von rất là thấp đó, trên này nó đi xuống nè đó, con rất là thấp và sau đó nó lại đi lên vùng này đó, và khi mà nó lên von nó đang cao kỷ lục như vậy thì cũng chính là lúc nó tạo đỉnh luôn, và hiện nay là nó đang bắt đầu một cái chu kỳ là đi đi, đi thấp xuống đúng không, thì có thể là nó thời điểm tới nó sẽ còn thấp hơn nữa đó, có thể là trong năm 2023 có thể là vol của nó nhiều khi lên nó chỉ bằng phân nửa này thôi, có thể là hiện nay vol một ngày một phiên như vậy là 7-8 ngàn tỷ đúng không, 7-8 ngàn tỷ trung bình, nhưng mà có thể sắp tới này nó chỉ còn khoảng 4 ngàn thôi, 4 ngàn tỷ thôi, tại nó loại bỏ rất là nhiều những nhà đầu tư chơi chơi ôm những ở những cổ phiếu trong vùng này, chắc chắn khi mà nó đi cho đi ngang chán chơi thì để cho nhà đầu tư nó bán ra, thì như vậy thì nó sẽ bắt đầu là đánh lên, thì thật sự là cái chu kỳ của nó cũng là một cái chu kỳ của nền kinh tế, mà ngay cả những đội lái đội tạo lập họ gom hàng họ tính là từ là 1 năm hoặc là 6 tháng trở lên, chứ không có ai mà gom hàng trong vòng mà 1-2 ngày 1-2 tuần hết trơn á, đúng không, chẳng ai mà gom hàng trong vòng 1-2 tuần 1-2 ngày, nếu trường hợp mà những cổ phiếu giống như HPG đi, nếu mà gom hàng là phải nói là ít nhất là phải 1 năm trở lên đó thì để mới đủ lực để mới đánh lên, tại vì sao
họ phải quyết liệt, họ họ gom hàng. Tại vì khi mà có một cái số lượng hàng mà lớn mà nằm trong tay họ thì họ sẽ kiểm soát được cái số lượng hàng đang trong tài khoản cá nhân là bao nhiêu, để khi mà họ tính là ví dụ như à với những cái volume như vậy thì khi mà tôi kéo lên ở cái vùng mà giá HPG đang là 12, 13 thì tôi kéo lên 20 thì tôi sẽ cần bao nhiêu tiền với volume như vậy như vậy như vậy đó, và từ 20 lên 30 thì cái volume nó bắt đầu tăng, thì những dữ liệu trong quá khứ nó sẽ có sẵn hết. Thì đó thì mình sẽ biết được là với số lượng cổ phiếu như vậy mình nắm bao nhiêu và kéo lên, chứ chứ không có ai mà đùng một cái là thích kéo là kéo, thích lái là lái, thì không có chuyện đó đâu. Họ coi đây như là một cái vấn đề mà họ đang đầu tư, họ đang đầu tư và họ tính được là à cái vùng nào là cái vùng mà có thể là họ sẽ phải thoát bớt hàng, vùng nào họ kéo mà ra, còn phải tính tới những cái thời điểm mà cổ phiếu này là quỹ ngoại nắm bao nhiêu thì nó sẽ cần phải là khi mình kéo lên như vậy thì nó sẽ gặp những kháng cự của quỹ ngoại như thế nào, thì nó đều phải tính hết thì trước khi mà nó có những cái con sóng tăng thần thánh của nó. Cho nên là mình cũng đừng có FOMO quá, mình vẫn nhắc nhiều anh chị khách hàng mình vẫn nên đừng nên FOMO quá là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là không việc gì chúng ta phải vội, cơ hội đối với thị trường chứng khoán của chúng ta là cả cuộc đời, chúng ta đầu tư chúng ta xác nhận nó là như là mặt cả cuộc đời, không được lúc này thì chúng ta mua lúc khác thôi, không việc gì mà chúng ta phải mua không được hai phiên thì nó trần, hai phiên ba phiên chúng ta nhảy vô chúng ta mua trần, giống như HBG mình nói rất là nhiều, HBG mình nói rất là nhiều trong room đúng không, trong room cộng đồng và trong room khách hàng của mình nói là vùng 14 15 là bắt buộc là 14.8 15 rồi là phải bán ra. Nhưng mà nhiều nhà đầu tư họ vẫn mua vào thôi, họ mua vào nhưng mà họ cầm dài hạn gì ha, dài hạn thì mình không nói, còn nếu mà trường hợp mà ngắn hạn thì bắt buộc là phải bán rồi. Đó bán và đến qua ngày hôm nay là nó điển hình là chúng ta thấy 100.000 đúng không, nếu trường hợp chúng ta cầm 100.000 với giá 15 thì bây giờ là nó còn 13.8 thì chúng ta đã bị mất đi 120 triệu rồi đó. Cho nên là đầu tư thì chúng ta phải lưu ý rằng là thị trường đó, là lúc nào nên mua lúc nào nên bán đó, chứ không phải là hold dài hạn đâu. Hold dài hạn thì không việc gì mà chúng ta thì chúng ta phải học thật nhiều về phân tích cơ bản nha, để chúng ta biết à doanh nghiệp đó nó có tăng trưởng trong vòng 3 năm tới hay không. Lưu ý là hold dài hạn phải biết được doanh nghiệp đó tăng trưởng có trong vòng 3 năm tới hay không, giống như là DGC nè. Những năm tới là bắt đầu nó đi xuống rồi, là giá cổ phiếu là bắt đầu là nó có những cái nhịp nó điều chỉnh từ bây giờ rồi đúng không, nó có những cái nhịp điều chỉnh bây giờ chúng ta thấy qua wow, cái chạc tháng của DGC nè, chạc tháng như vậy thì chúng sao mà chúng ta nhảy vào chúng ta bắt đáy được đúng không, chạc tháng như cái cổ phiếu mà nó có đang có những cái chạc tháng như vậy thì không thể nào mà chúng ta mà nhảy vào bắt đáy được. Hiện nay nó đang chạm vào cái vùng trend của nó thôi, nó đang chạm vào vùng trend của nó thì nó hồi phục lên thôi. Chứ thật sự là cơ bản những cổ phiếu này thì nó gãy rồi, những cổ phiếu này nó gãy rồi, hoặc là những cổ phiếu mà giống như là DGW đó, cái chạc tháng của nó với một cái nến đỏ đóng quyết liệt và bằng những tháng vừa rồi là cái vol rất là to đó. Thì trong khi đó là tin tốt ra liên tục đúng không, tin tốt đây là chủ tịch lên là khẳng định đồ này kia các kiểu đây, báo lãi rồi nè đó, báo lãi liên tục đó, rồi tăng trưởng đồ này kia tin tốt liên tục. Tại sao tin tốt liên tục mà cổ phiếu bị giảm thì chúng ta phải đặt ra cái dấu hỏi, và chúng ta hỏi à với những tin tốt liên tục mà cổ phiếu giảm như vậy thì chúng ta có nên chúng ta bán hay không, hoặc là chủ tịch cũng từng khẳng định đúng không, mình có đọc một bài báo chủ tịch khẳng định là không bán cổ phiếu nè này kia cái kiểu đó, tham vọng quá sức về kế hoạch lợi nhuận quý 4 đó. Cho nên là khi mà nó đã đạt được những cái con số mà tăng trưởng ấn định thì những cái cổ phiếu này thì chắc chắn là nó sẽ về những vùng mà 6 vùng 7 hoặc là có thể là về vùng 19 20 sớm thôi, nói chung là về sớm thôi. Giống như DG những thời điểm trước khi mà mình nói rất là nhiều, còn những nhà đầu tư mà ở vùng mà họ đua ở những cái vùng mà đây nè 70 80 anh chị ha, lúc đó thời điểm đó là 100 rồi, mình nói là sớm hay muộn gì nó cũng về dưới 20 thôi, mà thật sự nó về quá nhanh, mình cứ nói là view trong năm 2023 nó về đúng không. Đó, ai cũng nghĩ DG mà có về 10 tôi bán nhà bán cửa này tôi kia tôi xúc, nhưng mà thật sự sao đến vùng này đến vùng 10 nè, đến vùng 10 đây, đến vùng 10 tài chính đúng không, giá quá khứ thì đến những cái cổ phiếu mà giá thấp nhất nè, về 10 giá thấp nhất là 9.4 nè, ngày 16 tháng 11 nè, rất là nhiều những anh chị vẫn bán sàn nè, đây 50 mấy triệu cổ này bán rất là khiếp đó, bán rất là khiếp đó. Đây để mình xem lại là bán như thế nào nha. Đây anh chị thấy không, những cái lô mà bán sàn này rất là khủng khiếp cái vùng này đó nè, giá 10 10.1 bán rất là khủng đúng không, bán liên tục là khối lượng nè, anh chị nhìn qua cái cột khối lượng nè
100.000 không bán liên tục ở những vùng này đó. Thì như vậy là với những cái dữ liệu mà như vậy thì mình cũng khó nói trước về cái việc mà chúng ta hold ngắn hay hold dài, cho nên là khi mà đầu tư thì chúng ta mới biết à điểm ra điểm vào thì nó sẽ ok hơn. Với lại là nhiều anh chị mà ví dụ như mình không có được những cái điểm ra điểm vào ok, thì ở đây mình cũng hay có những cái phân tích trong room tư vấn của mình vẫn có những cái phân tích về khách hàng của mình. Hoặc là ví dụ như đây đây đúng không, chiều nay hàng về là đây chốt sạch nè, à đây mình có nói về những cái lãi nè, lãi miếng trong giai đoạn này 19 hay 10% anh em nhảy vô bắt đáy con nào ăn đó vậy đó, như vậy anh chị ạ. À, tuy nhiên thời điểm phiên trước thì cũng có lỗ như vậy, nhưng mà mức độ lỗ thì nó sẽ rất là ít so với những room còn lại, anh chị thấy không? Bắt một quả rất là đẳng cấp, CO CO mà bắt được ở những vùng này anh chị thấy rất là đẳng cấp. IDC là mình mua bình quân lại, cho nên là nó lãi vùng này lên 30 là mình bán nha, cho nên là không lỗ nha. ANV là anh chị thấy không, 16 nó kéo lên 21 22, hoặc GET là bây giờ nó kéo lên 13 14 này đó, thì mình canh mình bắt những con này rất là an toàn đó. Cho nên giai đoạn này thì chúng ta phải biết được là đâu là điểm mua, đâu là điểm bán thì chúng ta đầu tư đó, và chúng ta mới tự tin được. Hoặc là chúng ta có những người partner mà những người đồng hành đi cùng chúng ta thì chúng ta sẽ rất là tự tin về cái view thị trường đó. Thì nếu mà trường hợp anh chị không có được những cái sự hỗ trợ đó thì có thể liên hệ mình luôn hỗ trợ anh chị 24 trên 7 bất kể thời gian nào cũng được nha, thứ bảy chủ nhật giờ nào cũng được. Mình ngủ rất ít và mình làm rất là nhiều đó, cho nên là anh chị có thể liên hệ mình mọi lúc mọi nơi để mình hỗ trợ về view, về cổ phiếu, về tất cả những danh mục thì mình đều hỗ trợ hết. Và mình có những cái dữ liệu, mình có những dữ liệu phân tích về FA cũng có mà về phân tích cơ bản cũng có. Thì khi mà mình tư vấn cho khách hàng thì mình sẽ chọn những cổ phiếu tốt, những cổ phiếu mà lãi khủng nhưng mà nó bị over đúng không, nhưng mà nó bị under value của giá trị, là nó nằm dưới giá trị sổ sách, thì chúng ta mới bắt đầu là chúng ta quan sát nó, chúng ta cho vào một cái list, thì xong rồi chúng ta sẽ xem tiềm năng tăng trưởng của nó. Lúc đó chúng ta canh thì chúng ta mua và chúng ta bán ra khi mà nó có được những cái sự hưng phấn đó. Ngay cả chị thấy là PE của thị trường đang dưới 10 nè, PE của VN Index đang dưới 10, và tuy nhiên mà nó có những cái lực, những vùng mà đánh mà nó cứ 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 ép cuối phiên đúng không? Ép cuối phiên như vậy là có nghĩa là sao? Là có nghĩa là nó sẽ có một cái vấn đề là nó đang muốn đánh xuống. Nó đang muốn đánh xuống, nhưng mà đánh xuống thì nếu trường hợp mà đánh đầu phiên thì rất là khó, đúng không? Cho nên là nó đang sẽ đánh cuối phiên. Còn khi mà nó đã đánh đầu phiên rồi á thì có nghĩa là nó đã tự tin rồi. Là nó có nghĩa là nó đã tự tin với cái view là có thể là nó sẽ giảm, cho nên là mới đánh đầu phiên. Còn nếu mà cuối phiên này là nó vẫn chưa tự tin là có nghĩa là nó chưa gom đủ hàng đó, cho nên là chúng ta để ý và chúng ta thấy rằng là khi mà nó chưa có tự tin như vậy thì chắc chắn là thị trường nó sẽ còn điều chỉnh tiếp đó. Và khi mà thị trường có những cái phiên mà bán và bán mạnh đầu phiên thì lúc đó chúng ta canh, chúng ta mua vào khi mà giá nó điều chỉnh 20-30% thì rất là chúng ta sẽ có được những mức lợi nhuận rất là tốt đúng không, chúng ta sẽ có được những mức lợi nhuận rất là tốt đó. Ngay cả ngày hôm nay thì chúng ta thấy là những cổ phiếu mà trong cái vấn đề về thanh khoản ngày hôm nay thì anh chị thấy là có những cổ phiếu penny nó cũng mang lại nhiều cái giá trị mà lợi nhuận cho chúng ta trong thời điểm mà tương lai. Ngay cả anh chị thấy là SHB nó đang đi một cái mô hình mình vẽ qua một cái chặt ngày, chặt ngày thì của SHB á thì nó đang đi một cái xu hướng như vậy nha. Đây, nếu mình hợp đo về vùng này thì có thể là nó sẽ về vùng 6.5, hồi nãy mình cũng ngồi mình đo thử có thể là vùng 6.5 6.7 đó, thì sau đó thì bắt đầu là nó lại lên vùng chính đó, thì mình lên vùng này mình cũng kiếm được gần 40% rồi đó, thì nó sẽ đi theo một cái mô hình này đó, sau đó nó lại bứt phá lên vùng này đó. Tại vì sao nó đi theo mô hình này, tại vì anh chị thấy rõ là về một cái nến tháng của nó thì vẫn đang chưa phải là một cái nến xanh, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vùng giá mà nhà đầu tư chấp nhận đầu tư của nó là ở vùng giá 4 thôi, thời điểm trước là 10 điểm đây nè, từ những thời điểm mà trước 2019 nè. Thì họ chấp nhận đầu tư với giá 4 thôi. Ngay cả Novaland cũng tương tự anh chị, Novaland thì họ chấp nhận đầu tư đây, họ đầu tư với giá 25 là đúng không, nhưng mà ngày hôm nay là nó dưới 25 rồi. Cho nên là những cổ phiếu này thì mình đảm bảo với anh chị chắc chắn luôn nó sẽ có những cái hồi phục mà 20-30% tài khoản. Ngay cả như giống như là Phát Đạt cũng tương tự anh chị ha. Phát Đạt thì có thể là nó sẽ về những cái vùng mà như ngày hôm qua thì mình có vẽ một cái trend này, nhưng mà có nghĩa là khi mà vẽ xong cái trend này thì nó cũng được giải cứu đúng không. Đâu ngày hôm qua thì chúng ta xem lại là ngày hôm qua nó giải cứu được 35 triệu cổ nè đó, xong rồi ngày hôm nay thì nó lại được mua vào với 787.000. Nói chung thì hôm qua thì nó được hưởng ứng từ cái vấn đề Novaland, thì cái đóng 335 triệu cổ này ngày mai về lỗ 14% rồi
chắc chắn là số này là ngày mai là cắt tiếp thôi chứ không có thể nào mà ôm lại được. Nói chung thì 35 triệu cổ này thì cũng 558 tỷ nè, thì lỗ 14% rồi. Đó thì có thể là nó phải về ở dưới vùng này anh chị, nó có thể là về ở dưới cái vùng mà 12 thì lúc đó nó mới có lực cầu vào nha. Thì những cái cổ phiếu này thì khi mà nó rơi đột biến như vậy thì chắc chắn nó sẽ có nhịp hồi, giống như là chúng ta để ý mà chúng thấy là C2 nè, C2 với thời điểm trước đây mình đi qua chặt tuần cho nó gần hơn đúng không, sau khi mà nó rơi rồi đúng không, nó rơi một mạch mất thanh khoản luôn và nó vẫn có những cái nhịp hồi lên ở những vùng này là khoảng 30% nè đó, hoặc là những vùng này nó rơi hồi lên đây vùng 60%. Thì như vậy thì chúng ta phải lưu ý là khi mà những cái đánh với những cổ phiếu này thì chúng ta phải biết được cái định giá của nó, chúng ta phải biết được cái định giá của nó, và thứ hai nữa là chúng ta chờ những cái dòng tiền lớn họ vào họ giải cứu đó. Thì chắc chắn là những dòng tiền lớn khi mà họ giải cứu cái Novaland thì ví dụ như ngày mai nè, ngày mai là hàng về là cái dòng tiền mà giải cứu Novaland á, thì vùng này đúng không, thì họ đang lỗ là 14% đúng không, thì có thể là họ sẽ cho thêm phiên sàn đó, họ cho phiên sàn như vậy thì ngày mai họ lỗ 14%. Tuy nhiên có thể là cuối giờ đúng không, cuối giờ họ kéo lên tham chiếu, thì như vậy họ kéo lên tham chiếu thì cái số lượng mà ngày 23 tây tháng 11 này là họ mua thì họ sẽ không bị lỗ nữa và họ sẽ đang ở cái mức là hòa vốn đó, còn cái số lượng mà 128 triệu cổ này họ chỉ lỗ 77% thôi. Thì như vậy ngày mai nếu trường hợp mà sàn đầu phiên thì họ lại hốt thêm được một một mớ nữa, thì như vậy là cũng đủ tự tin rồi đúng không, họ sẽ đủ tự tin để họ có thể là họ sẽ kéo thêm với chừng 20-30% nữa. Anh chị để ý và anh chị thấy là trời khủng khiếp lắm mà, 3.000 tỷ đây, 4.000 tỷ ở đây mà nhờ kéo lên 15-20% là mình đã có gần 800 tỷ rồi đó, 7-800 tỷ rồi. Cho nên là mình chỉ trong vòng đầu tư mà trong vòng 3 ngày 5 5 ngày 10 ngày mà đã có 800 tỷ thì rất là khủng khiếp đó đúng không đó. Cho nên đó chính là những cái cơ hội mà những nhà đầu tư lớn họ đã nhìn thấy và họ đã vạch ra. Còn với nhà tư cá nhân mình không biết, cứ ngày mai hàng về sẽ thấy sàn là bỏ chạy lúc lúc đó thì mình không không được, tại vì nó đã under value cái giá trị của nó rồi, dưới 25 nó đã under rồi. Cho nên là mình cũng phân tích và mình nhắc anh chị như vậy. Thì ngày hôm nay thì mình cũng có bắt 25.000 anh chị, mình bắt 25.000 Novaland, thì để mình xem nếu mà trường hợp ngày mai nó sàn đầu phiên nữa thì có thể là mình sẽ mua thêm khoảng 25.000 nữa đó, thì khoảng 50, thì khi chờ hàng về nếu trường hợp không ổn thì mình ném thôi, dù sao thì mình cũng có lãi rất là nhiều trong cái giai đoạn mà vừa rồi ở đó. Thì cho nên là giai đoạn mà nãy á, là mình có nói là mình bắt trong vụ này nè đó, cho nên là mình bắt lãi thêm tí xíu đó, không sao đâu, nhưng mà được cái thì một ăn hai thua thôi đúng không, không chứ ngồi đó mà ngồi mà chỉ chờ múc con nào cũng ăn thì nhưng mà nhảy vào thì con nào cũng thua thôi đó. Cho nên là mình phải biết ok giai đoạn này cổ phiếu nó là under value giá trị thì cứ nhảy vô mình mua thôi. Và ngay cả nó đã có những cái dòng tiền mà 128.000 này nè, 128 triệu cổ này thì nó tới gần là 8.000 đúng không, một 8.000 chiến sĩ, 80.000 chiến sĩ anh chị ạ, 80.000 chiến sĩ bắt đáy Novaland đó. Tuy nhiên mà chiến sĩ nào mà mua giá 500.000 1 triệu cổ mua liên tục như vậy, mà ngày hôm nay thì chúng ta để ý chúng ta thấy là tự doanh nó cũng mua vào nè đó, cho nên là có thể là đáy nó đã gần kề rồi đó. Cho nên mình nhắc lại anh chị, nếu trường hợp ngày mai mà có hàng của sàn mà nhiều, cũng giờ đến giai đoạn này cũng nhiều ông có hàng thì cũng không bao nhiêu đúng không, đây anh chị thấy là đã mất thanh khoản mười mấy phiên rồi, 13 14 phiên nó đã không có thanh khoản rồi. Cho nên là nếu trường hợp bây giờ mà có hàng thì là có những ông đu từ 80 trở lên thôi, những ông ta đu mà 80 mà về đây cắt đáy bán cái vùng này thì thôi chắc nghỉ chứng luôn cho rồi chứ đánh gì nữa đó. Cho nên là những vùng này thì chúng ta hold thôi, chờ nó hồi phục có thể 20-30% thì chúng ta canh chúng ta bán ra. Thì ok video này mình ở đây kết thúc, và chắc chắn là mình sẽ còn nhiều cái phân tích trong cái room tư vấn của mình. Anh chị có thể cần hỗ trợ thì mình sẽ add anh chị vào free nha, liên hệ với mình, inbox mình qua cái số Zalo mình để ở cái số điện thoại Zalo mình có để ở dưới bên dưới video, hoặc là có thể vào room cộng đồng của mình, hoặc là share cho anh chị em bạn bè của mình về những cái view của mình, hoặc là share kênh của mình. Thì anh chị đăng ký kênh thì có thể mình sẽ cố gắng, ngày hôm nay thì đến giờ này hơi trễ rồi, hôm nay giờ là cũng gần 7 giờ rồi, cho nên là cũng hơi trễ rồi, cho nên là mình sẽ cố gắng là mình sẽ up những video đúng giờ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào cái video kế tiếp ạ.